Ủa, cô Út đi đâu đây? Em qua nhà anh nè. Út qua thăm anh hay có chuyện gì không? Anh qua gặp anh để mời thiệp mời đám cưới. Mời đám cưới? Ủa mà đám cưới của ai? Đám cưới Út chứ đám cưới ai? Đám cưới Út? Ủa tự nhiên đám cưới Út mà sao mặt anh buồn so vậy? Tại vì anh. Tại anh sao? Tại vì anh. Anh thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Để nay Út bước theo chồng, trong lòng anh thấy buồn nhiều. Chiều chiều ra đến bờ sông, nhìn con nước rồng nước lớn liêu liêu bên lỡ bên ngồi. Còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương Út lâu rồi mà sao không dám nói. Để nay Út bước qua cầu, anh sầu anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê lên lúa đi về. Anh thương không nói lời nào, Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi. Rồi ngày mai đây Út làm cô dâu mới, tới phương trời nào Út còn nhớ anh không? Kỷ niệm mênh mông bao năm dài làm sao không nhớ. Có anh trai làm thương mà không dám nói nghe. Trời gian trôi quá Út quên dần trong miên mông. Chỉ có anh nồng tim đơn lặng mà không buồn khi người anh thương đã đi lấy chồng chứ. Ai bảo anh thương người ta mà anh không dám nói. Anh sợ gì? Anh sợ Út chê anh đen lúa quê mùa mặt nam tay trai. Anh nói thì chẳng bằng ai. Với lại sợ Út chê nhà anh nghèo cho nên rồi mà anh không dám nói. Để nay Út bước theo chồng, trong lòng anh thấy buồn hiu. Chiều chiều ra đến bờ sông, nhìn con nước rồng nước lớn liêu riêu bên lỡ bên bồi. Còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương Út lâu rồi mà để anh buồn lòng thương nhớ ông.
Dạ Hiếu Quỳnh.